anh nghĩ tới niệm Phật hay là gì mà không có điển trời. Thì cái điều đó làm cho em thắc mắc là không có biết tại sao mà anh tu như vậy mà không có điển. Cho nên ngày hôm qua đó là phát giác cái vụ mà tụng kinh. Xong rồi em về em ngồi thiền hướng về anh. Thì đúng mức là cái tụng kinh này đó, nó làm cho mình cái tâm trí của mình theo với cái dòng kinh hết trơn rồi. Theo mấy dòng kinh hết rồi, khi ngồi thiền định thì cái cơ quan ngũ tạng nó đã theo mấy cái dòng kinh rồi. Nó theo như vậy rồi thì cái này là vô vi mà qua bên vô vi như vậy là khó mà được lắm. Cho nên thành thử ra nó đã loãng hết trơn, nó đâu có còn cái ngũ tạng mình nó trụ á. Thì bắt nghĩa là ở trên mình nó trụ, cái đầu óc mình nó trụ thì nó cơ quan ngũ tạng thì coi như là thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Nó là coi như nếu mà mình đã trên đầu mình nghĩ toàn là cái này, nghĩ ba cái kinh, rồi nghĩ ba cái kệ, nghĩ cái lời này, nghĩ cái lời kia, nghĩ ông Phật này, Phật nọ, thì dĩ nhiên là nó chạy mất tiêu hết trơn, cái luồng điển không còn có nữa. Bây giờ em mới nhận thức được ra được là tại sao anh tu đến hôm nay mà không có điện. Thì nói đúng, lúc trước anh tụng kinh nhiều, nhưng mà chừng khoảng 2 năm nay thì anh mới tụng kinh, mà anh lại niệm Phật nhiều. Nhưng mà anh niệm Phật nhưng mà mới bắt đầu vừa này này thì nó đóng lợn nhiều quá. Anh phải tụng kinh tụng đại như chú để nó thì đó, vì cái chỗ mà anh tụng kinh bữa này rồi đó, cho nó yên tĩnh lại đã. Ngồi gần tí, ngồi gần tí, ngồi gần tí, ngồi gần tí, không có lấy, không muốn lấy cái mặt. Cha ngồi gần tí, xây qua đây không muốn lấy mặt, chứ không muốn ở. Anh niệm tầm, anh niệm ra tiếng, không có niệm ra tiếng. Thì ngày hôm qua đó là em theo cái lời kinh như là cái chữ như là karaoke đó, theo biết thôi. Theo kiếp mà hồi cái điểm mất tiền rồi. Anh muốn em theo sao kịp được? Bởi vì đi coi theo ông đọc rồi theo mấy cái điểm mất tiền trời. Rồi thì đêm hôm này á em mới thiền. Thì rõ ràng là cái sự sáng suốt rõ ràng là thấy mình. Bởi vì theo cái kinh như vậy là đâu có còn điểm được. Là mất tiêu luôn. Cho nên nguyên cái chỗ đó bây giờ em biết tại sao rồi. Là thấy hết mọi người. Là anh đi về Phật Hữu Di. Đúng rồi, anh nói cách nhiều cứu trợ đó mà thôi, nếu mà có cách cứu chữa nữa chú biết như là hai cái bắt đầu mà chú qua bên này rồi đó, bắt đầu cái pháp môn chiếu mình đó màu đét ơi, anh niệm một dòng mà bắt đầu nó quay anh đi cho khác. Có bữa anh tức hả, nằm như hôm này nằm á từ 5 giờ mấy mà anh nằm cho tới 7 giờ mà nó không đi được một vòng. Thở rồi hả? Tại vì nó quên đó. Không? Thở xong quên thôi. Nó đưa mình đi chỗ khác. Vậy hả? Tính nghĩ tập. Vừa như vậy là bắt đầu nó thọt lại đi chú hay là cái gì thọt vô. Đúng rồi. Rồi cái gì hay là những cái chuyện gì không đâu á, nó nhảy vô, cái là mất hết. Thí dụ vừa tới 10 ha, là bắt đầu nó đưa đi rồi đó. Còn hai cái nữa là tới 12 nó mình chạy xuống là đưa đi. Có khi xuống tới 8, đây là tới 6 là đưa. Mà mấy đêm nay cho nên, anh muốn thử coi nó đưa anh đi tới đâu cho biết. Có đêm á, anh như vậy đó hả? Cho đưa đi. Thì anh niệm được 2 lần, tức được 2 vòng. Thì bây giờ đó, 2 vòng tức là niệm 2 lần đúng, 78 hơi thở đó, được 2 vòng. Chuẩn bị cho nó cứu. Thì bây giờ chỉ còn cách cứu rồi. Anh là coi như là vô phương cứu rồi đó. Em đừng nghĩ sai. Không phải. Vô phương cứu là không có đi về. Không có về cái phương ý kiến mới như vậy á. Là cha không có đổi hướng. Cái hướng của cha cứ đi. Phải không? Không có. Dạ. Nhưng mà là cái đường của cha cứ đi. Cái đường của cha cứ đi. Nếu mà anh muốn đi á, là dứt khoát. Bỏ hết chân tất cả những từ đầu mà phải từ đầu nữa từ đầu rồi phải giống như em bé từ đầu á thôi từ đầu rồi tập đi nữa rồi đó, anh mới có thể vô cái tháp này được. Mà bao nhiêu người chịu bỏ như vậy, 4 triệu đồng, bao nhiêu người mà bỏ thì đâu anh không có phân biệt. Không phải, không đâu có phân biệt, không bao nhiêu người mà chịu mà bao nhiêu người từ đầu nữa, thấy không, bao nhiêu người mà muốn bỏ không có phân biệt. Cái này đâu có phân biệt, mà là cái này á nó làm cho cái ốc của mình với cái ngũ tạng của mình nó lạc lạc đi rồi nó đi mất tiêu. Chú có biết lý do gì vậy hả? Dạ. Chú nói thử coi, có biết cái lý do gì vậy? Tại vì anh cái duyên bên cái hữu duyên này rồi. Không phải. Mọi người có cái duyên cha, mọi người có cái duyên. Cái con đường mình đi nó quá xa rồi.
bởi vậy bây giờ xa cái anh quay lại là từ đầu lên từ đầu nữa là giống như bây giờ đã để già rồi mà quay lại thành nít thì không có được đó đó không có được không. Bây giờ mình nghĩ lại mình đã đi xa như mình mà, bây giờ mà là phải tỉnh là không sư rồi bây giờ đâu có lại vô bên thành nè đâu có làm để tử là được mà chính xác cũng vô cùng luôn bởi vì đó là cái duyên mới đó thì được thì có con nói mẹ hiểu mà không là tôn sư rồi đâu bây giờ đâu có thành để tử là được luôn chứ bao giờ mà tôn sư rồi chịu thành đệ tử chứ phải mà tôn sư chịu thành đệ tử thì quá tốt quá mới thì tôn sư không có được là tôn sư rồi không được sư rồi đâu được rồi sư rồi là tôn sư rồi là chủ trì không có được vậy chứ để được chứ bây giờ kêu mình nó quay ra anh giảng đạo cho một cái thử coi sao mình giảng đạo đi giảng thử coi sáng sớm rồi ông tôi nói tí ông hiểu ông hiểu con tôi thấy thì anh có lúc nào mà tự nhiên ở trên mà chư Phật ủng hộ thì anh nói tha tao bất tử anh không có nhìn còn có lúc anh không ra được chữ nào đâu. Con sáng sớm đi ra ngoài không có chó phải tự nhiên cho con cái vô con nói với bà giọng con nói chỉ một chút xíu thôi thì mẹ cứ giải nghĩa con nói chút xíu thôi là ấy rồi, con có bớt thì sao đi. Cái bớt này là nó sanh ra là chắc bị đụng chạm hay là bị gì đó cái này là không tốt không phải bớt mấy nước mà nó sanh ra như vậy từ từ nó hết hay là người đúng ta rồi. Người ta nắm đầu nó kéo nó không có không biết thằng tự nó có à không có đứa đó, nó có tài chim nó có tài tài ngoãn từ đó hả dài lớp chân nhiều lắm bản rồi đó nào cái này là cái nó đụng chạm đó cái cầm ghế kìa. Nó tép đi, cái nó tép đi lấy rồi. Tôn sư rồi. Đó là em thấy cái điều đó rõ ràng thì phải vậy bây giờ á. Nó đúng là hết cứu rỗi. Đúng. Là coi như nó không cần con đường anh đi nó quá xa mình muốn trở lại nó khó khăn lắm. Nhưng mà đó là sự cố gắng của mình. Cái đó là trên á. Bởi anh đã nói chú rồi. Dù đóng cửa không cho anh vô mà anh đi vòng ngoài không mà. Là cái đó tại vì anh nghĩ á cái đó anh đi con đường đó mà anh bỏ qua con đường này á anh sợ mất nhưng mà thật ra nó không mất cái nào nó không mất được nó không có mất gì hết nó còn thêm nữa nó còn thêm cho mình thêm nữa thêm không mất cái gì mình học được thêm cho mất Ấn Độ mà có thiền là như hổ thêm cánh gì đúng như vậy cái gì cũng phải có hai bởi cái gì không có được cái gì không có hai sợ mất đâu mà sợ nhưng mà thật ra ngày hôm qua thằng Tích nó nói thì nó nói đúng nhiều lắm không thấy thằng Tích nó nói đúng nhiều lắm thằng Tích nó không có nói sai cái này là chú nói chú không có thiện gì con nói biết sao thì chú nói con biết mà con nói đúng gì tại những lời con nói những lời con nói con đúng thành thôi dạ yeah. Con chưa được học nó cái ý con biết cái nói về cái thực tế nhiều hơn em mà bởi anh mới nói đó nó thằng con mà nó nói thẳng nhiều khi á lòng chạm lòng cha lòng mẹ hay là bạn bè nhưng mà nó cái tính nó làm nhỏ tới lớn nói với thằng chánh là vậy có cái gì tức cho mình bởi nói nghe có gì giờ, nó nghe chứ em nói mà anh suy nghĩ nhưng mà thằng chánh nhiều khi em biết không từ nhiều khi cho nó lắm nhiều khi nó tức nó buồn hay nó mắc không để làm lòng nó nói vậy cho nên bây giờ cho con hiểu được chứ hiểu được cho con hiểu được thông cảm cho con nên tôi ít có khi nào mà tôi nói mấy cái con cho nên nó nói gì nó cái đạo mình ra hiểu được mà tới đi nói đạo tới đi mà tại vì á anh còn nặng cái nghiệp em biết không còn lo nhiều quá tính buông bỏ mà chưa buông bỏ được cái gì hết chú không có buông bỏ được cái gì vậy con đường con cái nó còn nhiều quá nó còn không được bây giờ cha không có ngồi đi nữa cũng không có nó chưa có chưa giúp chưa giúp không có nhiều đứa em coi nó nhiều đứa thì phải đúng đó chừng nào mà giống như đứa nít này á thì mới ngồi em biết chứ phải con anh bây giờ đứa nào nó còn thành danh hết á mau lắm anh ngồi mang cha cũng lo quá cũng lo cho tụi con quá bởi vì hả cha với mẹ còn lo quá bởi vì khổ tâm cho tụi con đứa này thì dày đứa kia thì khác đứa nào cũng là bắp bên hết dòng nghề nghiệp mà thứ 5 đồng 10 đồng 1 giờ sống rồi nhưng mà bây giờ làm sao hết thì làm gì mỗi người nó đã có một cái số mạng từ từ cái gì nó cũng có cái thời khắc con người nó tỉnh nó mê nó muội và nó tỉnh giống như con cho thấy không lâu lắm mà con mới tỉnh mà khi con đã tỉnh rồi cho thấy không anh không có chú ý cái vấn đề tiền bạc anh con cái nó muốn cái gì tự sống cuộc sống như vậy anh không có đa được nhưng mà em khuyên anh một điều á
Quay mặt qua đây mẹ, tụi em hôm quay qua đây cho con thấy gì mẹ? Quay qua đây chứ mà thấy cái không ở quay qua đây cho con thấy. Không chú à. Tại vì ăn được phải ăn chứ là phải ăn. Quay mặt mẹ thì chú chế mà không thấy mẹ đấy. Ăn cho nó đầy đủ. Ăn sáng rồi, ăn sáng rồi là chưa. Sáng chưa ăn chưa? Anh ăn rồi, ăn cái bánh bao rồi. Vậy là đủ rồi. Ăn cái bao được. Đủ rồi đó. Con thích ăn gì chưa? Hả? Con đâu có ăn gì đâu. Con bởi vì anh biết con có đói. Sáng nào cũng ăn chút đi. Nếu anh nấu cháo cũng chia cho con. Tại vì á, tại vì mà không ăn đó. Tại chú biết sao không? Chú biết sao không đói không? Con ăn bằng đêm. Thì ăn bằng đêm thì bằng ngày hay đấy thôi. Còn nếu mà con không ăn không có thấy. Còn cha mẹ ngủ nguyên đêm. Đúng không? Đó, còn con ăn bằng đêm thì bây giờ con không phải đói. Chiều con mới thấy đói. Đó, cho nên thì sao á? Sáng giờ bằng ngày nào tôi mấy năm nay rồi. Vậy mà không ăn á, đau hoài. Không ăn á, thì cái cơ thể nó không có làm việc đủ cái... Nó không có cung cấp những cái chất bổ đủ cho những cái cơ quan cho cái mạch máu rồi hả, nó cái đầu của mình mà ha, nó cái bụng nó đói bụng á thì nó chuyển lên trên cái đầu thì bụng nó đói sanh bệnh đó. Em biết có nhiều cái bà sanh bệnh ngặt nghèo luôn à, chứ không phải mất ngủ thì bệnh mẹ mình mất ngủ rồi lo nữa. Cái đó không được đâu à, nghĩa là ăn hết là được rồi, không đói thì không ăn ok, tối không cần ăn không được, nhưng mà hai bữa nhưng mà tối thì ăn không có tốt hùng đó. Thí dụ thằng Tích nó còn trai á thì cái bụng nó còn mạnh, nó còn mình á thì không có tốt cho mình. Dạ, cái đó. cái chất vitamin C nó không có nhiều nữa. Cái mà nó giúp mình. Bởi những người lớn tuổi cần vitamin C. Vitamin C. Cho nên sáng á, một là chị nấu cháo, hai là chị nấu cơm, ăn một bữa sáng rồi chị ăn một bữa nữa chứ còn không có thể. Ăn nấu cháo thì ăn cho ba. Như lại ăn một bữa ăn á nặng với nhẹ là có sức. Bữa nào á, ăn nhẹ chị không ăn được nữa. Còn bán ăn vậy chị không ăn gì chứ. Ăn chút xíu thôi có khi không ăn luôn. Vậy là bệnh lắm á. Đấy, bạn thể của bà bệnh hoài em. Cái đó là con học không ăn hồi nào. Thiệt tình đó, em thắc mắc cái chuyện của anh tại sao mà tôi đây nhấp đi qua đi mẹ đó. Mẹ đất nó không nhấp. Tôi 40 đó, 47 năm nay. Cái đất cơ lên. Rồi đó, mình đưa hết cho cậu này quay nhất cho trong đó. Đưa hết đi. Thì má ơi, thắc mắc của em nó là về chơi giải tỏa. Mình tôi không có điện cho đây nè con. Đó, mà tôi không có điện, tại sao tôi không có điện cho nên em đẹp quá câu trả lời cho anh, trả lời cho em biết là tại sao anh tu không có điện chứ còn mà thật là em đâu có biết đó. Cho nên đó mà bây giờ mà nói mà anh qua bên thiền bên anh á thì anh không cũng không thể nào khó, ngoại trừ á là anh buông bỏ sạch hết hết cũng như thằng Tích đó, nó nhìn đứa Tích đó thì hai đứa nhỏ này đó thì anh á như hai đứa này á thì anh mới thiền được, còn mà anh còn đọc còn tung còn nhớ thì thôi không có gì. Ngủ không biết đâu, bên ngoài lấy cái tấm cái con phải ra cái vòng, cái đó là phải ra cái vòng, không còn mình con ở trong cái vòng thì phải ra cái vòng, không bao giờ được cái gì hết. Anh đi ăn cái bánh bao chú ăn nha. Không, em ăn hay là ăn bánh trung thu. Không, để chưa chưa đi. Chứ bây giờ em đâu có ăn được nữa. Em mới ăn cơm. Chưa yêu cầu cho ra ngoài cảnh khác nha. cảnh này ở ngoài cái rồi. Bây giờ kéo quay chú chưa. Chú chưa yêu cầu ra ngoài cảnh khác. Cho nên là tại vì á, anh nghĩ á, như vậy á là con đường anh đi như vậy là nó xa, nó hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết này đó là lợi là hại mình. Cái hiểu biết này á là nó đưa mình đi vào cái ngõ cụt mà không có thấy được cái gì hết trơn. Bây giờ mà anh đọc sách thêm, anh hiểu biết thêm, anh được hiểu đủ thứ á. Không đâu, cái này nó chứ. Không có, em nói thí dụ vậy đó thì á là tại vì á nó giúp á là nó giúp cho những người mà mới bắt đầu tu, mới bắt đầu mà biết thật trời. Chứ còn mà thí dụ chai thì tay con có chai không để pha sữa đi. Mẹ mày đi pha sữa cho cháu đi. Ông tu thành công rồi. Con nè. Nè, chú Hiếu đi. Nè, để con nói chú Hiếu nghe cái này á. Chú Hiếu đi. Con người á mà để coi đến lúc mà thành công á, cây trái nó chết á, nó tự nhiên nó cũng nở hoa. Chú tin ra mà coi cái cây nó chết mà cái hoa nó nở vòng vòng á, vòng vòng cái người mà đó hơn thì tự nhiên á. Có nước đây là chị lấy sữa là được rồi. Tự nhiên mấy cái đó nó xảy ra. Chị đi lấy bạc nó là được. Nước này nữa là tại nước này mới lấy nè. Ông thấy ông ra ngoài ông tin không?
cái cây á tắt nó chết, nó chết mà để tôi hái nó nở hoa ra. Hả? Thì là cái kỳ diệu á, con nói ông cứ ấy theo đường của ông mà cứ ấy, con đã chứng nhưng để coi hả, hai ba lần ông xuất cái hồn ra hả ông này thì đó là tại vì con hiểu khi mà chú nói á, cái điểm quan không có để coi hả, khi mình chết không rước đi cái ô xác của mình phải không, cái điểm quan của mình là tại sao nếu mình muốn thành Phật thì là ha, khi mà mình chết cái tâm hồn mình vẫn như vậy đó, còn nếu mà tâm hồn của mình nó không chánh á thì dĩ nhiên là để coi hả, nó phải có cái tạp niệm, tạp niệm thì là mình đi không được. Thì người, những người tu hành người ta đã có điểm, người ta đã có một cái điểm đó. Thì con cũng giải cho cha, giống như một cái dòng hay là em bé như vậy đó. Đó, mình có cái điểm á, thì cái tháp mình đi thẳng lên như vậy, nó có đường cong, đường quẹo hay gió hay là để coi ai cản trở mình vẫn đi thẳng như vậy. Còn không á, mình đã có cái đường thẳng như vậy thì hả, người ta tới là mình cứ quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua chừng nào tới, bởi vì cớ nào cũng được. Khi mà người có điểm rồi, không có điểm, có điểm rồi là ha, nó khác lắm. Làm công việc ha, bình thường cũng vậy, giống như ngày sống bây giờ là trần gian, làm những chuyện trần gian ha, người ta làm người ta biết, không có ai tới mà người ta phá hay ấy gì hết. Con đã kết nghĩa cho cha, tại sao hả, như gì như gì, con nghe, con kết nghĩa cho mẹ tại sao như gì, là cái thiên cơ con đã tiết lộ rồi, con ra cái dòng đó rồi, nhưng mà con thấy những người trong còn liên hồi thì hả, con mới bị như vậy thôi. Còn không thôi con mà không nói gì hết, con cho mọi người ngộ á thì là để coi hả, cái đó con đã tiết lộ rồi, thì bởi vì con lúc nào con cũng phải bị như gì hết, lúc nào cũng bị, con đã tiết lộ là hả, lúc nào cũng bề trên cho con thấy, lúc nào con đâu cũng muốn thấy, nhưng mà bề trên cho con thấy, con cũng thấy, nhưng mà cho con đã cho con như vậy thì con mới thấy, nhiều khi thấy gì thấy tội, mình thấy tội thì hả, mình phải lãnh cái quả thôi, chứ không con nói là con đến nguyên ngày con không nói gì cũng được, nhưng mà mọi người á có hả gì không. Bởi vì con kết nghĩa cho mẹ nghe, con kết nghĩa cho nghe mẹ hiểu là khi mà mẹ trong cái vòng đó mẹ không thấy đó. Còn con cái vòng khác thì con thấy, nhiều khi á mẹ thấy con không thấy mẹ rồi sao, nói thấy không, nó không phải người nào mình cũng thấy được, thì con mới kết nghĩa, con kết nghĩa giống như con kết nghĩa nhưng con nói chuyện với đứa em bé thì dễ hiểu, nghe bà nghe bà thì bà hiểu đó, thì cái đó thì tự mình sửa ra. Bởi vì em nói là chị em á, nó tôn phép em được, đúng. Tại vì nó không biết trời trời nó người chị biết nó cái phép nó chỉ là niệm Phật vậy thôi chứ. Đâu cha, cứ để con nói cha, cái đó là sai. Người á, biết không biết cái phép này á, là nó tự nhiên, nó tự nhiên cha. Giống như con hai môn, sao tại sao con hòa được hai môn, vừa thầy của chú Hiếu mà vừa thầy của cha cũng là thầy của con, tại sao con hòa được hai môn đó? Không phải người nào cũng được cha, tại vì con bỏ hết tất cả, con chịu bỏ hết tất cả làm lại từ đầu, mà con không có hả chấp dứt, con không có để hả, con như là hả không có đòi hỏi gì hết, cái gì con cũng chịu muốn nhận hết, mình phải chịu nhận, mình phải chịu nhận. Nếu mình không chịu nhận á thì sao mà cái phép này nó không có vô được. Cái này á là phải tất cả cha quên tất cả, có nghĩa sao, ta cho thịt thì con thịt, ta cho cá con ăn cá, cha cho cái gì con ấy ta không ấy, chứ không có gì. Bởi vì khi mà ha, sư phụ ông nói với ông rất là đơn giản, nhưng mà cha hiểu không, cái lời nói nó sâu xa, không có cần phải khó khăn gì hết, càng suy nghĩ thì ta càng để coi ha lột lộn, mà chắc không phải tự nhiên á thì ha, nó theo, nó tự nhiên theo trường đó. Chủ của con nội rồi nữa, cái tự nhiên đi nha, tự nhiên nó ở đây này nè, cha ngồi cho hướng lên tí cha. Thôi, con hướng nói tí. Quay thì phải có cái gì, quay khơi khơi, phải cái gì không? Chú đã gần về rồi cha, thời gian của mình đã không có ấy rồi, lấy cái ấy giống nè, nó thời gian của mình nó đã bấm rồi. Thấy không được thì nó bỏ. Cái chứ cứ quay đi mà, quay cho đá đi. Ừ, đâu có gì đâu. Cái đá đi. Tại vì nó có một cái dĩa kia, nó có 15, 20 phút gì đó, nó muốn ghép vô thêm. Chạy nó. Ghép vô thêm rồi coi nấy thì cho nó dài chứ. Thời gian của mình nó ngắn ngủi. Ok. Vô thường. I got the new laptop. Ngồi gì cho vô thường đến hồi nào cũng hay. Yeah, I know I tried to pick up, but I can't pick up. Nó qua mình ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi.
Hả chưa sữa không ơi, mới giặt nó chưa sữa mới được. Nó giặt nó sữa rồi, cho sữa mày, cái máy giặt mà giặt nó có chút xíu sao giặt hai bộ đồ rồi sao? Thay sữa. Này con ra từ cái này cái cái máy này dơ quá, nó bụi mà thấy sạch dơ mà ha, nó bụi nó vô dơ. Cho nó rồi chắc ngủ nó nằm đây chắc dơ cái bạn cái này của. Không sao đâu chú, không sao đâu chú. Không có sao đâu. Không có sao đâu, dơ dơ không sao đâu. Trời ơi, hai ngày một ngày thấy rồi. Thằng bố này ở nhà nó nằm muốn ngủ nó vẫn muốn nó ổ sữa tùm lum mà phải. Hai ngày một ngày nó thấy, một ngày nó thấy rồi. Còn ổng hả? Ông Thắng, ông Thắng chưa cho thấy, ông cho thấy. Ông nó kệ đó. Thôi nó được thôi đó. Thằng bố này nằm đó thì nó ổ trên đó. Sao đứt mà sao vậy? Con đưa đây, đưa đây, đưa này mời cho con nha, mời cho con bố nha, mời cho con bố. Take your time. We're not going to do anything, you know, so take your time. Nè ăn cái bánh đi, rồi một hai giờ dậy tiếp. Ăn đi, bao bốn giờ. Ăn đi, lấy nước cam đổ muối kìa. Ăn đi. À, bánh như ngọt á. Ăn đi. Bánh bên này sao chị vậy này, chị dễ nha. Chị mà không ăn nó nguy hiểm lắm. Nghe lời tôi, chị ăn phải ăn hai lần. Ăn sáng, sáng tôi ăn cho nó ăn tiếp. Hai lần một ngày. Hai năm nay có ăn một ngày ăn dữ. Ăn vậy là nó bệnh. Bao nhiêu đấy ăn chừng khi trong nửa chén một trăm. Nhiều khi đừng có được. Ôi chết cha. Con ăn đi. Không con ăn, con đói bụng lắm. Con mới đói bụng mẹ con nói mẹ con ăn đi mà bụng con nó đói cho con ăn đâu được nè. Nhưng mà con phải cầu thì con mới ăn được, còn con này con không muốn con ấy đâu có được. Đi phá quá ha. Khi lên phá con. Gặp con không kiên ha, muốn cầu cũng đâu có gặp được.
Tôi hiểu cái đó. Có duyên mình sẽ gặp, còn không duyên ha. Cho dù để tôi ha cầu cũng không có được đâu. Tôi đi tìm mẫu xót xa, trần trong mắt tôi. Em xa thật xa, xa kỷ niệm đời con. Không thấy nhau. Run out of battery so fast.
thôi tắt đi, quay đít cổ không.